À, xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một video liên quan đến bánh ăn sẵn cho các bé nhé. Vì đối với cái vấn đề ăn sẵn thì hầu như các mẹ có đứa con độ tuổi đang ăn sẵn rất là quan tâm và tìm hiểu về các cái bánh ăn sẵn rất là nhiều. Thì hôm nay mình chia sẻ những cái bánh ăn sẵn đơn giản các mẹ có thể tự làm tại nhà cho con của mình cũng được nhé. Bánh ăn sẵn cho bé là một trong những cái món ăn không thể thiếu trong cái hành trình ăn sẵn. Các món bánh ăn sẵn không chỉ đem lại cái lợi ích cung cấp chất dinh dưỡng mà còn giúp thay đổi khẩu vị. Bé sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi chúng ta cho bé ăn sẵn và không còn nhiều bé không còn tình trạng biếng ăn. Thông thường thì các món bánh ăn sẵn nên được các mẹ sắp xếp vào các bữa phụ giữa sáng hoặc xế chiều. Bên cạnh đó thì để thay đổi khẩu vị, mẹ cũng có thể làm bánh ăn sẵn cho bé ăn thêm sau khi ăn bữa chính. Và dưới đây là những công thức mà một số món bánh ăn sẵn cho bé được các mẹ bỉm sữa chia sẻ. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cái món đầu tiên, đó là bánh chuối hấp hoặc nước. Các bạn cũng thấy là chuối là một cái loại hoa quả rất là cần thiết cho trẻ, nên là chúng ta làm cái món bánh chuối hấp và nướng. Nguyên liệu chủ yếu để làm cái món bánh chuối hấp và nướng đó là gồm có hai trái chuối già các bạn nhé, 100g bột mì đa dụng, 2 muỗng canh sữa, các bạn có thể lấy sữa công thức hoặc là sữa mẹ cũng được, 35g bơ nhạt để mềm, 1 ít muối, 1 ít bột nở, 1 quả trứng, 1 ít vani dạng bột hoặc dạng lỏng. Các bạn không cần thêm đường vì chuối chúng ta đã ngọt rồi nhé. Cách làm như sau. Dùng tay đánh trứng, chúng ta đánh đều tan với bơ và muối cộng với vani. Và chúng ta nghiền miếng chuối. Tiếp theo chúng ta sẽ cho tất cả các cái nguyên liệu vào với nhau, trộn thật đều. Dùng tay đánh trứng đánh máy trứng cho hỗn hợp, quyện vào nhau là xong. Chúng ta tẹp bơ chống dính khuôn và sau đó chúng ta đem đi nướng hoặc hấp. Và chúng ta nướng ở nhiệt độ là 170 độ C. Tới khi xem cái tâm không dính vào thì là không dính vào là chín các bạn nhé. Chúng ta phải xem và chúng ta không phải để nướng nướng quá đang quá mềm hoặc là mình nướng quá cháy á, là không ăn nó sẽ không ngon nhé. Chúng ta phải kiểm tra. Món bánh tiếp theo đó là bánh rán khoai tây cộng với chùm ngây. Cái món này thì dùng cho các bé nhẹ cân này. Nếu bé nào mà nhẹ cân chúng ta nên dùng cái món bánh này. Nguyên liệu để làm cái món bánh này là gồm có khoai tây, chùm ngây, hạt kèm theo như hạt lanh này, hạt gai dầu. Các hạt này các bạn có thể tìm vào các cửa hàng bán hạt, các loại hạt hoặc là vào siêu thị các bạn nhé. Bột chiên xù, bơ, trứng gà, cả quả hoặc lòng đỏ. Cách làm: khoai tây chúng ta bào sợi, chùm ngay tươi nên băm nhỏ. Sau đó chúng ta cho tất cả nguyên liệu trộn đều, thêm một ít tỏi cho thơm, bột tỏi cho thơm. Hỗn hợp để chiên là hỗn hợp đặc sệt, không lỏng và có thể tạo hình. Bước tiếp theo chúng ta phải bắt chảo lên bếp, cho bơ vào. Khi bơ nóng thì chúng ta giảm nhỏ lửa, dùng muỗng canh múc một muỗng bánh bỏ vào chảo. Rồi sau đó dùng dụng cụ chiên chúng ta ấn dẹp cái bánh ra, chiên vàng đều hai mặt là xong các bạn nhé. Thứ ba là bánh chuối yến mạch. Nguyên liệu chủ yếu đó là 50g yến mạch xay nhỏ, một quả chuối chín, nước lọc. Cách làm như sau: chuối cắt lát mỏng rồi chúng ta và cho vào bát, dùng đĩa chúng ta dầm miếng chuối. Cho yến mạch đã xay nhỏ, trộn đều. Nếu hỗn hợp khô thì chúng ta thêm một chút nước. Trong lúc nặn bột thì làm lò nướng ở nhiệt độ 70 độ và chúng ta nướng hai lửa. Nướng bánh ở tầm 20 đến 25 phút. Đến khi bánh chín vàng đều thì chúng ta xếp ra và chờ nguội và chúng ta cắt vào hũ cho bé ăn dần nhé. Thứ tư là bánh quy bơ vừng đen.
Đối với món bánh này thì chúng ta nguyên liệu chủ yếu là 50g bơ lạt, 50g bột mì, 1 lòng đỏ trứng gà, 5g bột dừa, 3g vừng đen, 10g đường glucose. Cách làm: bơ để mềm ở nhiệt độ phòng rồi chúng ta cho vào bát đánh mềm nhuyễn. Cho đường vào trộn đều. Tiếp theo cho lòng đỏ trứng vào trộn đều. Chúng ta rây mịn cái phần bột mì vào âu. Trộn tới khi hòa quyện thì chúng ta sẽ dừng. Chúng ta lưu ý là không nên trộn quá kỹ. Cho bột dừa và vừng đen vào hỗn hợp. Chúng ta nhào bằng tay sơ sơ cho hòa quyện. Nặn bánh bằng tay các bạn nhé. Và có khuôn thì hình thù ngầu nghĩnh đáng yêu thì mình nặn cho bé để bé thích thú hơn với cái món bánh của mình. Và chúng ta nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C 5 phút. Sau đó chúng ta hạ nhiệt tầm xuống và tầm 175 độ. Chúng ta nướng thêm khoảng tầm 5-7 phút đó là được. Món bánh thứ 5 là bánh khoai lang yến mạch. Đối với món bánh này thì nguyên liệu chủ yếu là một nắm yến mạch ngâm mềm 1 phút, nửa củ khoai lang hấp chín tán nhuyễn, 2 thìa bột mì, 1 lòng đỏ trứng gà. Cách làm: trộn tất cả nguyên liệu với nhau, thêm nước từ từ để hỗn hợp không lỏng, cũng không đặc các bạn nhé. Rồi chúng ta chiên vào chảo. Chúng ta chiên cho dầu vào, chúng ta chiên bình thường. Đến khi chúng ta bánh nó vàng đều thì chúng ta sẽ cho ra đĩa để bé để nguội và bé thưởng thức. Và trên đây là 5 loại bánh rất là đơn giản và dễ làm để các mẹ có thể tham khảo và làm cho bé yêu cùng nhà mình để thưởng thức nhé. Nếu như các mẹ có thắc mắc hay có muốn hỏi gì thì các mẹ để lại bình luận dưới video nhé, mình sẽ trả lời bình luận cho các mẹ. Chúc các mẹ là làm các món bánh cho bé thành công nhé. Các mẹ nhớ ấn like và chia sẻ các món bánh cho các mẹ cùng làm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.